số ca sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục tăng. Bệnh nhân điều trị viêm gan B bỏ thuốc, bệnh quay lại nặng hơn. Tủ thuốc miễn phí cho bệnh nhân chạy thận. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam.